phải dừng lại ngay. Nếu ngươi không chịu dừng lại ngay, bọn ta sẽ trừng trị ngươi. Hey, khiên vàng, quái vật, ngươi sẽ hối tiếc. Chuẩn bị, tia chớp vàng khai hỏa. Tia chớp Chandu, tia chớp vàng. Làm mấy cái trò giống y như là con nít xem phim trên TV là một chuyện, nhưng mà chị không thể nhầm lẫn với thực tế được. Đúng vậy, và đó là lý do em gọi công ty truyền hình Khóc Lóc và Giang Sinh Họ hãy tha cho nhân vật trong phim truyền hình khi cô đó bị bệnh bạch cầu, đúng không ạ? Là vì lúc đó em vẫn còn ngây thơ thôi chứ bộ. Quái vật hãy coi đây, lần này là chùm tia chớp siêu mạnh. Chị thôi đi, ngọt quá à. Chuyện gì vậy hả? Ôi trời đất ơi, ôi không, không thể tin được chuyện này. Không lo lắng cho hai đứa con gái của mẹ sao? Trời cha đu, con thật sự không làm chuyện này. Tất cả cũng tại chị đã làm cho em nhột khi cố gắng trở thành siêu nhân tia chớp. Đó chính là lý do em làm bể chúng. Không phải mẹ đã nói khi chơi trong nhà phải cẩn thận rồi hay sao? Con phải muốn mẹ cho con một bài học nhớ đời hay không hả? Ta là người bảo vệ trái đất, không kẻ xấu nào có thể làm hại được ta. Trời cha đu, vấn đề là mẹ lúc nào cũng thích dùng bạo lực thay vì là lời nói. Quái vật xuất hiện, quái vật thủy đậu, quái vật dâu tây và quái vật nút áo. Các ngươi hãy nghe đây, trái đất không phải dành cho các ngươi. Bọn ta là siêu nhân tia chớp sẽ bảo vệ trái đất. Tia chớp điện, lũ quái vật hãy mau biến đi. Tại sao tụi mình luôn luôn phải làm những con quái vật vậy hả? Tụi mình cũng muốn làm những siêu nhân tia chớp. Bạn nói gì vậy? Các bạn bắt buộc phải làm những con quái vật. Chỉ có tụi mình mới là siêu nhân tia chớp thôi, có hiểu chưa? Hãy mau dừng lại đi. Mình mới chính là thủ lĩnh của siêu nhân tia chớp, siêu nhân đỏ. Bạn nói gì chứ? Mình đây mới chính là thủ lĩnh siêu nhân đỏ nè. Nhưng siêu nhân đỏ đâu có mập giống như bạn đâu. Cái đó thì... Các bạn à, là mình có đúng không? Đan ghi à, đúng vậy chứ? Đúng rồi. Đó chính là lý do tại sao mình lại là siêu nhân đỏ. Chính là mình. Và bây giờ mình sẽ thành lập đội siêu nhân tia chớp. Màu vàng là Minji. Xanh dương là Danji. Có thiệt như vậy không? Xanh lá là Chim Sơn Mốc. Chúng tôi là những người bảo vệ trái đất, siêu nhân tia chớp. Nè, cho cha đâu, tại sao lại bỏ tụi mình ra vậy? Bạn không biết siêu nhân tia chớp là những người bảo vệ cho công lý hả? Đó chính là lý do tụi mình cần phải làm. Hai bạn thấy có đúng không? Đó, đó, bạn nói rất đúng. Ha, chỉ cần nhìn cách các bạn hành động là đủ hiểu rồi. Làm gì vậy hả? Mở trả lại đây. Các bạn có xứng đáng là những người bảo vệ cho công lý hay không? Được rồi, nghe đây cho cha đu. Nếu như bạn muốn chơi như vậy thì mình sẽ thành lập quân đoàn quái vật và tiêu diệt hết tất cả các bạn cho mà coi. Mọi người, vị trí như vậy là ổn rồi đúng không? Minji à, cúi đầu xuống một chút. Danji, giơ tay cao lên một chút nữa. Còn Sơn Móc, hãy ngầu hơn một chút đi. Bạn sẽ phải trả giá đó cho Chandu. Và bây giờ sẽ bắt đầu lớp huấn luyện với môn chạy vượt chướng ngại vật. Hãy chạy theo đúng nhịp mới được. Nhớ số thứ tự của mình, nhanh hơn nữa đi. Hay sai bét rồi. Các bạn phải làm giống như mình thì mới đúng. Chạy nhanh vậy. Và tiếp theo là môn leo bằng dây. Cứu mình với, cứu mình với. Đang đi à, đừng treo ở đó như vậy nữa. Tiếp tục trèo lên đi. Môn kế tiếp, để có thể bắn chùm tia chớp, các bạn phải tập trung sức mạnh vào hai tay. Đây, bài tập nắm đấm. Tia chớp khai hỏa.
Nói cho mình biết đi, siêu nhân vàng à, bạn đang làm cái gì vậy hả? À, làm sao có thể phá nó bây giờ? Được rồi, hãy đi tới địa điểm tiếp theo. Đúng rồi đó, di chuyển nhanh hơn. Một, hai, một, hai. Dạ thưa mẹ, con về nhà rồi. Chào con, cha đu ớ. Đệ cha đu à, con lại đánh nhau với ai nữa hả? Dạ thưa ba, không có. Vậy con làm gì? Dạ con đã huấn luyện cho bạn bè của con. Nhưng con đâu phải là lính đâu. Tại sao học sinh tiểu học lại cần huấn luyện? Vì tụi con là những người bảo vệ trái đất. Siêu nhân biệt chấp. Bộ ba không biết hả? Cha đu à, bộ con không cảm thấy ngượng khi làm như vậy hay sao? Gì đâu mà ngượng. À, thiệt là hết nói nổi. Con có muốn giày thể thao mới hay không? Bà sẽ mua cho con một đôi. Thiệt hả ba? Nhưng với một điều kiện, bà chỉ mua nếu như ngày mai con về nhà mà không có một rắc rối nào hết. Ba ơi ba, ba nói thiệt có đúng không? Thật chứ, con có hứa với ba hay không? Tất nhiên là con hứa rồi. Yahoo! Miên Chi à, xin chào bạn. Xin chào, cha đưa à. Ủa? À, nè, cha đưa à, chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Sao hả? Siêu nhân tia chớp đối với mình chẳng là cái gì hết đó. Anh đâu phải bỏ mình ra đi. Làm ơn cứu mình với. Đây nè, đôi giày thể thao mới như ba đã hứa. Nha các bạn, làm ngơ đi, như vậy thì mình sẽ có đôi giày thể thao mới. Mau dừng lại đi, tại sao bạn lại làm như vậy chứ? Tốt lắm, bắt được rồi. Nè, các bạn đang làm gì vậy hả? Được lắm, bạn có ngon thì tới đây chơi với mình nè. À thật ra thì mình chỉ muốn nói là tất cả chúng ta hãy nên cư xử tốt với nhau thì hay hơn. Mình nói như vậy có đúng không? Kỳ quá à, mình đi thôi. Kỳ quá à, mình đi thôi. Nè cha đu à, có chuyện gì không ổn sao? Min Chi à, cho mình xin lỗi, lần sau mình sẽ trả thù cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập trận kỵ binh giả cho tuần tới. Trong ngày hội thể thao, đội chiến thắng ngày hôm nay sẽ được tham dự trận đấu ngày hội thể thao. Vì vậy các em hãy cố gắng. Đây là quân đoàn Godzilla. Chỉ được vậy thôi sao? Hãy đến đây đi, đến đây đi. Anh cha đu à, chúng ta là siêu nhân tia chớp mà. Hãy nhìn cô nàng nắm lùn đang lo sợ kìa. Cái gì chứ? Bạn nói cái gì hả? Đồ mập thù lù kia. Cha đu là hoa hậu nắm lùn, là hoa hậu nắm lùn, hoa hậu nắm lùn. Nè đừng chung chích nữa mà. Bạn không để cho mình là một cô gái hiền lành có đúng không? Được thôi, bạn sẽ phải trả giá cho điều này. Màu xanh dương, màu xanh lá, màu vàng. Sao các người lại dám tới trái đất khi đội siêu nhân tia chớp đã có mặt ở đây? Vậy thì các người sẽ phải hối hận. Hai, siêu nhân tia chớp đoàn kết lại. Cái gì vậy? Siêu nhân tia chớp tiến lên tiêu diệt quái vật. Người nói cái gì chứ? Yeah. Ta nhất định sẽ đạt lấy khăn cột đầu của ngươi. Ngươi hãy nằm mơ đi.
Trời Shadow. Trời Shadow. Trời Shadow ạ. Trời Shadow. Con ơi là con. Con đã làm gì ra nông nổi như vậy vậy? Mẹ ơi. Mẹ ơi, bác sĩ nói con không bị làm sao hết. Tuy con là một đứa con gái, nhưng mà con không hề yếu đuối như người khác. Có đúng không hả bác sĩ? Phải, con gái của bà thật sự rất khỏe, rất khỏe. Cảm ơn bác sĩ. Thật mừng là con gái của tôi không bị sao hết. Nhưng đây là ai vậy? Dạ thưa cô, con là Đôn Đôn đây. Ôi trời ơi, xin lỗi con nha con. Nè các em, trời đã bắt đầu chuyển mùa rồi, đừng để bị cảm lạnh nha. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau, tạm biệt. Cảm ơn cô, hẹn gặp lại cô. Ừ, chào các em. Trên đường về nhớ cẩn thận có biết chưa? Chúng ta về nhà thôi Minji. Trời trời đu. Em nhớ không được ăn vặt ở ngoài đường và phải đi thẳng về nhà nghe chưa? Dạ, em nhớ rồi. Làm người tốt thật khó lắm. Quá, wow, khoai lang nướng nè. Minji à, nhanh lên đi, sao chậm dữ vậy? Cô giáo đã dặn chúng ta không được ăn vặt rồi mà. Vì vậy mà bạn sẽ không ăn gì hết sao? Mình sẽ ăn một chút. Khoai của con đây, khoai còn nóng lắm, cẩn thận nha. Dạ con cảm ơn. Khoan để chú ơi, hãy chờ một chút. Coi thử coi. Đúng là củ này to hơn của bạn nè, cầm lấy đi. Mấy đứa bé đáng yêu này sẽ không bao giờ bị đói đâu. Trời ơi, nóng quá đi à. Khoai đừng nóng lắm đó, ăn từ từ thôi cho đu à. Khoai lang nướng là món mình thích nhất. Hả? Là bánh gạo cay kìa. Đi thôi Minji. Mình vẫn chưa ăn xong khoai lang nướng của mình mà. Qua ngon quá đi. Bánh gạo cay là món mình thích ăn nhất. Bạn vừa nói thích khoai lang nướng mà. Lỡ cô bán bánh gạo nghe được thì sao đây? Cô ơi cô. Cô nghe con. Tụi con hai người ăn 5 phần là 50 won phải không cô? Đúng rồi con. Trời ơi, chắc chắn đang 6 phần bánh cay mà. Con cảm ơn cô. Bánh cay thiệt là ngon. Không lẽ mình nhìn lầm hay sao? Nhưng chắc chắn cha đưa ăn 6 phần. Tại sao bạn ấy lại nói dối là chỉ ăn có 5 phần thôi? Bạn ấy có lầm hay không vậy chứ? Đúng rồi, chắc là bạn ấy đã tính nhầm. Cha đưa thậm chí không làm toán nhân đúng nữa mà. Mình suy nghĩ gì vậy? Đợi mình với. Nghi ngờ người bản thân nhất của mình thật sự là điều không đúng. Mình xin lỗi cha đưa. Chi à, thấy mình ăn phần thứ 6 này nhanh không? Hả? Thật vậy sao? Đơn đơn đã từng ăn 7 phần nhưng chỉ nói có 5 thôi. Dù sao thì cuộc sống phức tạp như vậy đó. Thử thách tiếp theo của mình là 8 phần. Chandu à, bạn nói sai khi đã lừa cô bán hàng. Cô ấy đã làm việc và bán hàng rất cực khổ để kiếm sống. Tiền nuôi sống gia đình của ấy có thể chính là một phần bánh gạo đó. Tiền nuôi sống gia đình của cô ấy sao? Mẹ xin lỗi các con. Ai đó đã lừa mẹ về số bánh gạo họ đã ăn, cho nên bây giờ mẹ không có tiền. Ôi, không thể nào đâu. Bạn đó là một việc thiệt hại rất lớn đến gia đình của cô ấy đó, biết chưa? Minji à, mình thật sự sai rồi. Mình không có ý lừa cô ấy về phần bánh gạo đó đâu. Nhưng dù gì thì mình cũng đã làm sai rồi. Được rồi cho đưa à, nếu biết mình sai thì thật là tốt lắm. Minji à, cảm ơn bạn nha Minji à. Bạn bè không cần phải cảm ơn đâu. Về nhà cất cặp xong chúng ta chơi nhảy dây có được không? Vậy cũng được, bạn đã giúp mình nhận biết được điều sai trái. Bạn đúng là bạn tốt của mình Minji à. Thưa mẹ, con mới đi học về. Trời, cha đu về rồi hả? Con về thật tốt quá, con hãy đi chợ với mẹ nha con. Dạ con không đi được đâu, vì con đã hứa với người bạn thân Minji của con là sẽ cùng đi nhảy dây rồi. Thôi được, vậy lát nữa khi đi chợ mẹ sẽ mua cho con cái bánh đậu đỏ mà con thích nhất. Thank you.
mấy trái ớt đó nhìn thật là ngon. Đúng vậy, chúng rất ngon. Tôi bán với giá 300 won. Cái gì? 200 won có được hay không? Ớt già nhìn không ngon chút nào hết. Hả? À, cô vừa nói chúng ngon mà. Hãy bán cho tôi 200 won thôi có được hay không hả? Nếu không bán tôi sẽ lấy bỏ cả tiền nha. Ôi, vậy thôi cha đu. Có cái cô đó lấy cái ớt của tôi kìa. Mẹ ơi, làm như vậy không phải là quá đáng sao? Tiền để nuôi sống gia đình của bà ấy có thể phụ thuộc vào những trái ớt mà bà ấy đã bán đó. Mẹ làm một việc gây thiệt hại rất lớn tới gia đình của bà ấy rồi. Ôi trời, làm ơn ngừng viết tiểu thuyết đi con gái. Tiểu thuyết sao? Đừng nói những điều vô nghĩa và đi theo mẹ mau lên. Mẹ ơi. Gì vậy Miên Chi à? Mình nghĩ khi nào vẫn còn sống chung với mẹ của mình thì thật khó để cho mình trở thành một người tốt. Nó cũng khó giống như là cho con lạc đà chui vô lỗ kim vậy. Cha Đu à, mẹ của mình cũng giống vậy. Nhưng mà... Chính vì vậy, Minh Chi à, chơi với mình sẽ không tốt cho bạn đâu. Vì vậy bạn nên làm gì đó để trở thành một người tốt. Cha Đu à, bạn nên làm như vậy đi. Có thể mình sẽ trở thành một người xấu đó. Ôi trời ơi, anh ta đúng là một con người quá độc ác. Trước sau gì anh ta cũng sẽ bị quả báo thôi à. Mẹ ơi, hay bây giờ chúng ta đi chùa hay nhà thờ có được không? Sao đột nhiên con lại hỏi mẹ như vậy? Và chúng ta hãy tránh việc sai trái và trở thành một người tốt hơn có được không? Ôi trời, đừng nói linh tinh nữa. Dạ bà tìm ai? Nè bé gái, làm ơn mua giùm bà vài thanh kẹo đi. Dạ. Hãy nói với mẹ của con là mua giùm một thanh cũng được. Bà chưa bán được thanh nào. Dạ thưa bà, chắc là con không mua đâu. Nhất là mẹ của con. Ai ngoài đó vậy? Ôi trời ơi, bà cụ sắp bị lạnh cống rồi. Mẹ ơi, mẹ định làm gì cho bà cụ đáng thương đó vậy chứ? Đợi bà hãy ăn từ từ thôi. Rồi con sẽ mua hết số kẹo này cho bà mà. Cụ thật tốt bụng quá, cảm ơn nhiều nghe. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình thật sự không hiểu được con người của mẹ mình. Ban ngày là ác quỷ, ban đêm lại là thiên thần. Dù sao thì ở trong người mình cũng có một phần nữa là thiên thần giống mẹ. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai mình sẽ trở thành một người tốt như là thiên thần vậy. Chị sao đâu? Chị bị sao vậy? Chị đã nói là từ ngày mai thì mới bắt đầu tốt hơn mà. Mình đã nói là sẽ cố gắng trở thành một người tốt. Nhưng thế giới này dường như đã rất đẹp rồi. Ôi trời ơi, nặng quá. Bà cụ đó chắc là đang cần mình tới giúp đỡ đây. Ôi trời đất ơi. Bà ơi bà, để con giúp cho bà nha. Cảm ơn cháu gái nhiều nghe. Cái này nặng thiệt. Nè, bà cần con mang lên trên này mà. Dạ con xin lỗi, con vội vàng đến không để ý thưa bà. Ôi trời ơi. Đậu của tôi. Trời đất ơi, là có gì vậy? Má đi lượm đậu về đây cho bà đó. Dạ con lượm liền. Dạ đậu của bà đây. Nhưng mà con không thể lượm lại hết được. Con xin lỗi bà, con thật lòng chỉ muốn giúp đỡ cho bà thôi. Làm người tốt thiệt là khó quá đời. Nè em à, đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Hãy mau nói với chị đi, chị sẽ giúp em. Ở trên đó. Ủa? Được rồi, bây giờ chị sẽ leo lên đó để lấy nó xuống cho em nha. Đứng đây đợi chị được không? Dạ. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Mình chụp được rồi. Tại sao lại như vậy? Thật sự là chị chỉ muốn giúp em thôi. Nè con à, có chuyện gì vậy?
Sao con lại làm như vậy? Một học sinh tiểu học lại ăn hiếp một đứa bé như vậy đó hả? Dạ không phải đâu. Việc xảy ra không phải là như vậy đâu. Mình đã cố gắng hết sức rồi, cố gắng là một người tốt. Mình đã cố gắng rất nhiều. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Đừng lại. Con xin lỗi. Con chỉ muốn là một người tốt thôi mà. Nhưng hôm nay con lại tiếp tục gây rắc rối cho mọi người rồi. Con thật sự xin lỗi. Cuối cùng cũng bắt được nè cháu gái. Nhờ có con mà chú đã bắt được tên trộm đó. Dạ. Con đã làm một việc rất dũng cảm và đáng được tuyên dương. Hả? Là con sao? Cô bé à, con giỏi quá. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Dạ không có gì. Cô làm con mắc cỡ quá. Con đã làm rất tốt. Đúng vậy, cô xin cảm ơn con một lần nữa nha. Ôi không, cái nón của mình. Mật ống đây, đậu phộng đây. Ôi trời, nóng quá đi. Mật ống đây, đậu phộng đây, ai mua không? Sẽ thật tuyệt vời nếu gia đình chúng ta được đi nghỉ mát ở bờ biển giống gia đình của Minchi. Thôi đừng có nằm mơ nữa. Sao con có thể nói như vậy sau khi nhìn thấy ba của con chứ? Ôi trời, nóng bức quá. Uống một ly bia và thư giãn tại nhà là tuyệt vời nhất trong mùa hè này. Anh nói cái gì vậy hả anh? Mình không thể làm tốt được chuyện gì cho dù mình đã cố gắng hết sức của mình rồi. Chị ơi, chị nói cái gì vậy? Chị chỉ nói là gia đình chúng ta không thể nào đi nghỉ mát ở bãi biển được thôi. Đó là lý do gia đình chúng ta về quê vào mùa hè, có đúng không ba? Không phải chúng ta về quê cũng rất vui hay sao? Không vui, vì ở quê có nhiều rạp lắm. Thưa hành khách, chuyến tàu của chúng tôi sẽ dừng tại ga trong 10 phút nữa. Hình như chúng ta chưa ăn sáng có phải không? Vậy hãy đi ăn mì nha. Có sô chu uống thì ăn mì tuyệt vời biết mấy. Vậy chứ. Mẹ ơi, con muốn đi nhà bãi xanh. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Mình đưa các con đi vệ sinh nha. Để anh ăn xong cái đã. Đừng có làm gì hết và ăn nhanh lên đi nha. Ê, anh có thể làm được gì chứ? Đi thôi. Ông chủ ơi, cho tôi một chai soju. Nè, cha đu, con còn ở đây làm gì vậy? Ba ơi ba, con muốn ăn kem. Được, nhưng con hãy giữ bí mật những gì vừa nghe có được không? Dạ, đó là bí mật. Xem nào, ăn loại nào đây ta? Là cây này. Chú ơi, chờ một chút. Hả? Cái kem đó con đã chọn lấy. Nè, ai lấy được trước sẽ là của người đó. Chỉ còn một cây thôi, chú phải nhường cho con nít chứ. Nằm mơ đi. Đúng là người xấu xa mà. Ba chị cứu lên nào. Hãy chờ tôi với. Ba ơi, mẹ ơi. Hả? Ôi trời, mấy đứa cháu yêu quý của bà. Đi chơi với thời tiết nóng vậy chắc khó chịu lắm. Nhưng mà chồng của con bị sao vậy? Nó bệnh hả? Ôi trời ơi, tất cả cũng do tô mì đó mà ra. Mình nên làm tô mì cho nó ăn khi tỉnh dậy. Mấy đứa hãy nhanh lên nào, nếu không là chị sẽ đi trước đó nha.
Ôi trời, Mimi đội cái nón nhìn dễ thương quá trời. Đội cái nón đó nhìn kỳ cục thì có. Mẹ ơi, mẹ cũng biết da của con dễ bị tổn thương thế nào mà đúng không? Đúng rồi. Nè, mấy bạn đang làm gì vậy hả? Tụi mình đang xem bộ cánh cứng đá nhau. Bộ cánh cứng đá nhau có vui không? Dĩ nhiên rồi, thật sự rất vui luôn. Bạn hãy lại gần đây xem đi. Nè. Đúng rồi đó, hãy đẩy nó mạnh lên nào, cố gắng lên đi. Bạn thấy sao, trò này vui chứ? Thiệt là vui quá đi, mà ở đây còn có gì vui hơn nữa không? Ủa mà mấy bạn là ai vậy? Mình xin lỗi nha, bà của mình đang sống ở gần đây. Nhà bà của mình ở đằng kia kìa, là nhà có cái cây hồng đó. À, vậy bạn đến từ Seoul hả? Mình hay về đây vào những kỳ nghỉ. Cười cái gì vậy? Bộ mặt của mình nhìn mắc cười lắm hay sao chú? Không. Vậy thì tại sao? Tụi mình sẽ không biết nếu bạn không nói bạn đến từ Seoul. Vì cách bạn nói chuyện và nhìn bạn rất dễ thương. Chị ơi, sao mặt của chị lại đỏ vậy? Mà mặt chị đỏ hồi nào chứ? Mau nói mình biết ở đây có gì vui đi. À được thôi, vậy hãy đi theo mình. Nè, cù lét. Đưa mình đi, mình muốn làm. Cầm lấy. Cù lét. Nè em có muốn chị bắt cá cho em không hả? Chị cũng biết bắt cá hay sao? Chị thấy ở trong sách nói là loài cá hay thích ở bên dưới mấy tảng đá lớn lắm đó. Nếu nhấc đá lên và làm thế này. Sao quần áo của các con dơ quá vậy? Mẹ đã dặn là phải giữ gìn quần áo sạch sẽ rồi mà. Mẹ ơi, rồi chúng cũng được giặt sạch thôi. Con mau đi giặt chúng cho mẹ. Dạ con xin lỗi. Ơi, ai đó sao mà ồn quá vậy? Hả? Sao chú lại ở đây chứ? Sao con lại nói chuyện với cậu cái kiểu đó hả cha đu? Hả? Cái gì chứ? Con là cha đu sao hả? Sao có thể như vậy được? Tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Rock and roll baby. Mẹ, nhỏ nhỏ chút được không? Còn ông vậy làm phiền mọi người có biết không? Chán thiệt chứ, mẹ không hiểu gì về rock hết đó. Wow, vàng máy nghe nhạc kìa, hình như mình biết cách mở nó đó. Mình nghĩ nó giống như là vàng máy ở nhà của Minchi. Wow! Oh yeah. Hay quá. Ai vậy hả? Ai đã mở vàng máy vậy hả? Trời cha đu! Cái gì vậy hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tụi con thật sự xin lỗi cậu. Các con đã làm cái gì vậy hả? Bọn nhóc đã phá nát vàng máy nghe nhạc của em rồi đó. Em không nên là các cháu của mình vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, trong khi các cháu đã phải lặn lội từ Seoul xuống đây để thăm em. Cái gì chứ? Tại sao con lại dám lớn tiếng với chị của mình như vậy chứ? Mẹ ơi, cậu la dạy đến tụi con đều lắm. Được rồi, vậy để bà chỉ tội cậu nghe. Con có muốn mẹ đánh một trận hay không hả? Trời ơi, tất cả cũng vì bọn dòng đây. Quá, trò này vui thiệt đó. Bây giờ là đến lượt của mình. Wow. Cha đu ơi, bạn hãy thử làm đây.
Mình thử hả? Mình sẽ làm được. Ôi trời ơi, thiệt là may quá. Hình như đó là giọng của cha Đu. Ai mẹ cha Đu hãy mau cầm lấy nó. Trời ơi, tại sao các bạn lại nhảy xuống đây? Sao sợi dây kìa, mà bám vào nó đi. Hãy cố gắng giữ cho chặt nghe. Cậu ấy tới đây bằng cách nào chứ? Cha Đu à! Cậu ơi! Cha Đu, hãy cùng nhau nắm và giữ thật chặt nha! Mau nắm lấy! Bây giờ cậu sẽ kéo lên giữ chặt đó! Trời ơi, cây đàn của ta hư rồi! Giữ chặt nha, cậu kéo lên đây! Nó rất là mất tiền. Con muốn ngồi lên vai của cậu không? Được không cậu? Cậu ơi, sao cậu để tóc dài giống như con gái vậy? Một tay rocker bắt buộc phải để tóc dài như vậy. Rocker là gì vậy cậu? Rocker có nghĩa là... Mà tại sao con lại hành động y như mấy đứa con trai vậy? Sau này đừng có vào rừng một mình nữa nha. Nhưng mà con thích ở trong rừng núi lắm. Nhưng tại sao con không nghe lời của cậu hả? Cậu đã nói thì con phải nghe lời. Con không muốn về, con không chịu đâu. Con nhất định không về đâu. Con bị sao vậy? Mẹ sẽ không nói nhiều lời với con nữa đâu. Nè, chơi cha Đu, con nhất định phải về. Cậu ơi cậu, con ở đây lâu hơn vậy đi chơi với cậu có được không? Con không thấy con đã làm gì với cây đàn của cậu hay sao hả? Con đã hiểu rồi. Tới giờ mà cậu vẫn còn buồn con chuyện đó sao? Ta-da! Sao hai cậu? Cậu thấy vui hơn chưa? Trời cha Đu, con mau trở về xu huynh ngay đi. Chúng tôi thu mua máy tính, tủ lạnh hư, đồ điện hỏng không xài nữa đây. Ủa chị ơi, sao kỳ vậy? Cái tivi đó giống hệt như tivi của nhà mình luôn kìa. Không phải đâu, chắc tivi của nhà ai đó nhìn giống thôi à. Vậy là họ đã có tivi mới rồi đó. Ghen tị ghê. Mẹ ơi, tivi của nhà mình đâu rồi hả mẹ? Mẹ đã bán rồi. Bán rồi hả? Nhưng tại sao mẹ lại bán tivi vậy? Hai đứa mau về phòng làm bài tập của mình đi, nhanh lên. Chị ơi, chị có thấy chuyện này kỳ lạ không? Bình thường không phải mẹ cũng xem tivi rất nhiều hay sao chứ? Nếu không được xem phim hoạt hình nữa thì chắc chị sẽ nổi loạn cho con. Khoan đã, có khi nào mẹ bán tivi cũ để mua tivi mới không? Sắp tới là sinh nhật của em rồi. Để em hỏi bà thử coi, biết đâu chúng ta có tivi mới xem. Em nói thiệt hả? Bà xã à? Ba về rồi kìa. Đừng làm kẻ nổi loạn. Giờ là lúc nào rồi mà anh còn tâm trạng để say xỉn hả? Anh gặp dân trên chưa? Đã nói chuyện với người ta chưa? Anh đã tới nhà tìm nhưng không có ai ở đó hết. Tại sao cậu ấy lại có thể đối xử với anh như vậy? Em đã nói với anh là phải cẩn thận khi cho người ta mượn tiền rồi mà. Cho dù là bạn bè cũng vậy. Có nghĩa là... Cha Đu à, bạn làm xong bài tập toán chưa vậy hả? Phải rồi ha, đó là bài tập về nhà mà. Nếu lát nữa cô kiểm tra chắc chắn mình sẽ gặp quả lớn cho mà coi. Minji à, cho mình mượn bài tập của bạn đi. Mình sẽ chép nhanh thiệt là nhanh luôn. Cha Đu à,
thực ra hôm qua mình đã định làm bài tập rồi, nhưng mà vì nhà của mình có chuyện cho nên là... Nhà bạn có chuyện gì vậy hả? Chuyện này khó nói lắm, mình không biết phải nói sao với bạn nữa đây. Liệu mình có tin được bạn hay không đây cha đu? Hả? Ý của bạn là sao chứ? Bạn nghĩ là mình đang nói dối để được chép bài tập của bạn hả? Các em, tiết đầu tiên là tiết toán đúng không? Các em đã làm bài tập tuần trước cô giao hay chưa nè? Thôi tiêu rồi. Nè cả lớp, các em đã nhớ công thức tính diện tích hình tam giác rồi có đúng không? Trời cha đu! Mau giơ thẳng hai tay lên chịu phạt cho cô. Cha đu à, tay của bạn có bị mỏi lắm hay không? Lát nữa về ghé qua nhà mình cùng làm bài tập đi nha. Có phải hồi sáng bạn đã thực sự nghĩ rằng mình nói dối để khiến bạn đưa bài tập cho mình chép có đúng không? Chuyện đó, mình chỉ nghĩ nếu đưa bài tập cho bạn chép thì không tốt cho bạn lắm. Thì ra bạn thật sự nghĩ là mình quên làm bài tập gì ham chơi sao? Rõ ràng mình đã nói là nhà của mình có chuyện rồi. Cha đu à. Bạn đã thua. Dạ. Chỉ một chút nữa thôi là mình thắng rồi. Còn có vòng cuối cùng thôi mà. Bạn chơi tiếp đi. Mình cũng muốn được nhìn thấy bạn qua vòng cuối cùng. Nhưng mà bạn là ai? Nhanh lên, bắt đầu rồi. Bạn cứ để đó cho mình. Bạn đã chiến thắng. Bạn chơi giỏi thiệt nha. Tụi mình làm bạn với nhau ha. Tên của mình là Chai Hui. Nè Cha Đu, bạn có thích vẽ tranh hay không vậy hả? Đó là môn mình thích nhất luôn á. Thiệt vậy hả? Lát nữa bạn có muốn đi vẽ tranh với mình không? Hả? Ở đâu lần vậy? Mình cứ tưởng là chúng ta sẽ đi vẽ tranh chứ. Sao bạn lại tới nơi này? Hả? Là tranh mình vẽ đó. Khi tâm trạng không tốt, mình hay tới đây vẽ tranh lắm. Nhưng mà tụi mình có nên vẽ ở đây không? Bạn yên tâm, mấy cái này có thể dùng nước xóa đi hết mà. Nhìn hay thiệt á. Vậy còn chờ gì nữa, bạn cũng thử vẽ đi. Tôi vẫn nhìn vui thiệt ha. Vui đúng không? Cha đu à. Rốt cuộc con đã làm cái gì ở trường vậy hả? Cô mới vừa gọi điện mắng vốn mẹ kìa. Cô nói con không chịu làm bài tập về nhà, lại còn ngủ gật ở trên lớp nữa. Đó là vì con có chút việc cần phải làm với bạn của con. Con nói cái gì? Mẹ không có dư tiền trả tiền học để con bỏ đi chơi với bạn bè đâu, con biết chưa? Vậy chắc con bỏ học là được chứ gì. Dù sao nhà mình cũng hết tiền rồi. Con vừa mới nói cái gì? Chú Dân Chất đã học ở một trường đại học rất tốt, nhưng rốt cuộc chú ấy vẫn phản bội ba. Con làm sao con biết được chuyện đó? Mẹ nói học hành chăm chỉ sẽ biến con thành một người tốt, nhưng đó chỉ là nói dối thôi. Cái con bé này, hôm nay mẹ sẽ không tha cho con đâu. Tao cởi vớ ra nhanh lên. Bà xã à, em hãy bình tĩnh lại. Trời ơi, chắc bạn đau lắm đúng không? Hơn là còn có ba của mình nên không tới nổi nào. Cha đu à, mình mới nghĩ ra ý này. Mình hãy tới tiệm tóc làm đẹp đi. Ở đó mình sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Là Minh Chi hả con? Bác gọi để hỏi thăm vì chưa thấy cha đu về nhà đó mà. Không có gì đâu, con bé vừa về tới nhà rồi. Thiệt. Con đã làm gì với mái tóc của mình vậy? Được rồi, mấy đứa mau về phòng đi. Anh bỏ em ra coi. Bây giờ con bé đang rất nhạy cảm đó em. Nếu em nổi giận với nó, anh nghĩ sẽ không tốt đâu. Công nhận nhìn mình lạ thiệt ha. Nhưng lại giống một nghệ sĩ. Nhìn đẹp ơi là đẹp luôn. Cha đu à, bộ bạn bị bệnh gì hả? Nhà bạn xảy ra chuyện gì sao? Tóc của bạn rất là đẹp. Nhưng mà nói thiệt là mình thích kiểu tóc cũ hơn.
Sao vậy? Mình thấy kiểu tóc này rất là mới lạ mà. À, bạn thấy thích là được rồi. À, mà Chadu nè, mình có chuyện muốn nói á, liên quan tới cô bạn mà bạn đang chơi chung á. Chơi hôi hả? Mình không nghĩ bạn nên đi chơi nhiều với bạn ấy đâu. Tại sao chứ? Bạn lấy tư cách gì mà cấm mình chơi với người khác? Lúc mình thật sự cần bạn giúp đỡ thì bạn lại nghi ngờ mình, và người đã giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn không phải là bạn mà chính là thê hôi đó. Chà đâu à, không phải là mình không tin bạn, mình chỉ lo lắng thôi. Ủa? Cái gì đây? Hả? Chadu à, mình làm vậy là vì lo lắng cho bạn thôi mà. Đừng hiểu lầm mình nha. Bây giờ tụi mình đang học toán ở nhà của Sơn Hôn đó. Tụi mình sẽ đợi bạn tới cùng học luôn ha. Nhất định phải tới đó. Trời ơi, thiệt là sao bạn phiền dữ vậy? Nếu không có chuyện gì làm thì về nhà học bài đi, đừng đi theo mình nữa. Nhưng chúng ta là bạn mà, mình không thể khoanh tay đứng nhìn bạn mãi lún sâu vào con đường này được. Mình đã từng nghĩ chúng ta là bạn của nhau đó, nhưng mà bạn thì lúc nào cũng chỉ trích tất cả những việc mình làm. Mình không chỉ trích mà chỉ lo lắng cho bạn thôi. Mẹ của bạn cũng lo lắng cho bạn lắm đó. Sao tự nhiên nhắc mẹ mình ở đây làm gì? Đi cho khuất mắt mình đi, mình muốn ở đây chơi game. Thế Huy à, bạn lấy tiền ở đâu ra vậy? Mình nhớ là bạn đã xài hết tiền từ lâu rồi mà. Thì sao? Bạn nghĩ mình đang ăn cắp đúng không? Tiền này là do ba của bạn mới đã cho mình á. Chú ấy là người lạ nhưng còn tốt hơn bạn rất nhiều lần. Không la hét với mình còn cho mình tiền mua bình xịt màu nữa. Tê Huy à, bạn đang nói gì vậy? Trời, làm hết không? Bạn tới hồi nào vậy? Mình hỏi là bạn vừa mới nói cái gì vậy? Cái đó thực ra là bác là ba của Chadu sao? Nhưng Chadu đã về từ nãy giờ rồi bác ơi. Bác biết là con bé đã về rồi. Hôm nay con bé về trễ hơn mọi ngày nên bác đã đi tìm và thấy hai đứa. Nhưng mà bác tìm con có chuyện gì không bác? Bác muốn hỏi con một chút chuyện. Có vẻ như con là một cô bé tốt, cho nên để Chadu chơi với con bác cũng thấy rất là yên tâm. Dạo gần đây nhà bác có chút rắc rối nên Chadu buồn lắm. Ở nhà nó không nói chuyện với ai, nhưng khi đi với con thì lại cười nói rất vui vẻ. Con hãy cầm số tiền này rồi cùng đi ăn với Chadu, với lại còn mua bình xịt màu nữa nha. Mà con đừng nói gì cho Chadu biết hết. Ba của mình, bây giờ ba làm gì còn tiền chứ? Chuyện gì ba cũng biết vậy mà. Chadu! Alo, dạ là tôi đây. Là anh Dân Trên hả? Anh đợi một lát, tôi chuyển máy liền nè. Mình ơi, là anh Dân Trên gọi cho anh đây nè. Đồ ăn ngon quá đi. Ba ơi, bạn của ba đã trả tiền cho nhà mình rồi sao? Vậy sinh nhật con có thể mua tivi mới không? Con bé này thiệt là, coi tivi thì có gì đâu tốt. Để dành thời gian đọc sách đi con. Ba đang nghĩ là mình có nên mua một cái thật mắc tiền hay không? Mẹ ơi, nếu như nhà mình đã có tiền rồi, vậy mẹ hãy cho con tiền tới salon để nhuộm lại mọc tóc cũ được không mẹ? Con đừng có ở đó nằm mơ nữa. Tiền ở đâu ra? Để mẹ đi siêu thị mua thuốc về nhuộm tóc cho con đây nè. Chà, chắc giờ mở ra được rồi ha. Sao vậy? Tóc của mình làm sao vậy nè? Trả lại tóc cũ cho con đi. Sao vậy? Mẹ thấy tóc này đẹp quá mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.